ngàn vạn bình đau dương cao hướng về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao. Xin chào ạ, mọi người, con tên là Lại Thị Hoa, năm nay 39 tuổi, tại Thái Bình ạ. Con được hữu duyên biết đến cậu từ năm cháu Lại Nguyên Hiếu còn là lúc đấy mới được 3 tuổi ạ. Mà năm nay cháu lên lớp 2 là cháu được 8 tuổi rồi. Cách đây 5 năm thì cũng gặp được nhờ cậu giúp chữa bệnh cho cháu Hiếu đấy ạ. Hồi đấy là cháu bị sốt cao liên tục mấy tháng trời nên là đi khám thì không ra bệnh. Đến khi gặp được cậu thì cậu thuốc thang cậu chữa thì cháu từ hồi giờ là cháu lớn, cháu ăn cho cháu lớn và cháu khỏe ạ. Và năm nay là được, hồi đấy là có 18 cân nhưng mà năm nay là lên 34 cân rồi. À, cứ khỏe là dai này được, cậu nói hộ cho nhanh. Thì cái hồi đấy là... bây giờ gặp chị mới nhớ đấy, chứ không nhớ trường hợp của chị đâu. Trước là bé nó bị sốt 3 tháng triền miên cứ 40 độ đấy, xong là nó đi hết ở viện Thái Bình, xong là lên viện Nhi Trung ương ấy, là bác sĩ khám mãi không ra, xong chọc tủy thì có bảo là bị viêm màng não. Thế sau này là chị mới được người ta mách à. Thế là mới nên gặp cậu, thì cậu đến viện đấy, cậu đến viện còn giúp cho chắc nó mất 30 phút nhỉ. Chắc mất 30 phút. Họ còn không cho vào ấy ạ. Lúc đấy họ không cho vào. Hành lang bệnh viện ấy. Lúc đấy là cái gì mà họ không cho vào? Cái khu đấy là phòng cấp cứu, khu cấp cứu họ không cho vào. Thế đứng ở hành lang cách ly ở bên trên ấy ạ. Phòng cách ly. Nhiệt đới, khoa nhiệt đới. À đúng rồi. Cái trường hợp đấy là lúc đấy là cậu vào xong lúc đấy đến bây giờ họ không cho vào. Giờ họ giới nghiêm họ không cho vào. Xong vào chữa 30 phút thì lúc đấy chữa xong là bé giảm sốt luôn. Sau rồi là 1-2 hôm sau là được ra đúng không? Đấy, sau rồi Hôm sau có ra cậu tặng cho vòng xếp tài. Ra xong cậu tặng vòng đây à. Tí cậu lại chú cho. Vẫn tặng. Vào cái dây này luôn. Ừ, tí tặng cho vào đây. Nó buồn, nó lôi cái ông Phật treo hình ông Phật đấy. Quý lắm ạ, suốt ngày lân niu ạ. Nhớ cậu phải lắm. Nhá, con chăm chỉ đọc kinh nhá, con hợp mẹ Quan Âm đấy, mẹ Quan Âm độ cho. Cảm ơn cậu. Được giải nhất của cái gì? Giải nhất cái gì? À, cháu thi trường thì được giỏi trường ạ. Còn lại thi giải toán trên mạng thì giờ cháu được giải nhất của tỉnh Trạng Nguyên tiếng Việt ạ. Mới lớp 1 mà đã được đến giải nhất nhỉ? Vâng. Khá. Rồi, khỏe mạnh này là tốt rồi. Vâng ạ, cảm ơn cậu. Đây, hôm nay nhờ cậu về giải quyết tà đây, cậu mới nhớ trường hợp này nên làm sao cậu nhớ được. 4-5 năm rồi. 3 tuổi bây giờ là 7 tuổi. Sắp 8 tuổi rồi, 5 năm. Rồi, cảm ơn chị. Được rồi. Nhớ là phải chịu khó đọc kinh nha con nhá. Tốt, cứ tâm niệm cho mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm che chở đấy. Bé này hợp với mẹ Quan Âm. Con chịu khó đọc kinh là con sẽ học giỏi hơn. Đấy, thấy nó đọc kinh thấy đầu nó sáng lắm. Vâng ạ. Chịu khó nha. Cái ngày đấy vào trong viện không cho vào, lúc đấy hình như là hai vợ chồng còn quỳ khóc đúng không? Nói chung là con thương con như thế đúng rồi. Là bế cháu ra ngoài mà lúc đấy là nó sút, nó cũng đơ ra vậy, không phản xạ gì, phải bế tận ra cái chỗ mà cầu thang máy đấy, mới gặp được cậu, đón cậu vào. Thì họ có cho vào trong đâu? Lúc đấy đang ở khoa cấp cứu, xong lại chuyển sang khoa đấy là nó di chuyển chỗ, đến nỗi bố không tìm được mẹ nữa. Đúng là bố mẹ thương con mà thấy con còn đơ ra không cử động được, thế thì chả quỳ khóc là đúng rồi. Thôi vẫn còn có phúc, may được cái này là tốt. Chị chăm đọc kinh lên nhá. Vâng.
vâng. Biết là làm việc thì cần, nhưng mà tối thì tranh thủ thủ lên 30 phút một tiếng nhà bạn đọc. Ừ, cậu xin. Cảm ơn con. Ngoan, bây giờ đến nước cậu cũng tốt rồi. Quý cậu mong suốt cậu từ hôm qua rồi. Xem cậu livestream quen. Đấy, thì ngày xưa cậu tặng cho cái vòng đấy thì đeo khỏe mạnh. Ok, đúng không? Vâng. Rồi, ngày xưa cậu tặng cho cái vòng đấy là đeo là thấy sao? Chính là cháu là từ Huế giờ là cháu không có ốm vặt, cũng không gì nữa, ăn khỏe mà lớn cũng không vâng. Đeo vòng của cậu mới thấy là tốt. Vâng, đeo vòng của cậu vào lên đất rồi thì thôi tí cậu này chỉ về cho rồi, tặng rồi. Đây là con duyên với mẹ con Âm, đây là tặng con. Vâng, cảm ơn cậu. Nhớ con phải chăm chỉ học kinh nha. Chăm chỉ đọc kinh thì cậu mới tặng, cậu mới che cho nhé. Ừ, ngoan.